chào các anh em đồng ngư nhé. Đã quay lại với kênh YouTube của mình, lại là mình đây, Vĩ đây. Xin chào các anh em đồng ngư nhé. Đã quay lại với kênh YouTube của mình, lại là mình đây, Vĩ đây. Thì hôm nay mình đi giao mấy đơn hàng vật liệu lọc anh em, kết hợp với đi công trình luôn. Thì mình nhân tiện quay hồ cái coi bên này, mình thấy nó cảnh đẹp á, thì mình quay lại để mình chia sẻ với anh em nha. Thì đây, trước mặt anh em là cái view của cái hồ cá coi anh muốn giới thiệu tới anh em trong cái video hôm nay anh em nha. Thì như anh em thấy đó, thì cái hồ cá coi trước mặt anh em là nó xanh lắm anh em, xung quanh là thấy cây cối anh em thấy không, cây cối trồng xung quanh rất là xanh mát. Anh chủ nhà anh trồng phối cảnh rất là thấy rất là xanh đó, mà lại gần hơn để cho anh em thấy rõ hơn về cái bố cục của cái hồ này anh em nha. Thì hồ là xây kiểu như vòng tròn anh em à, uống theo hình của hạt đậu á đó. Đó, ở giữa hồ thì có một cái thác anh em nha. Nhân đây mình sẽ nói một tí về cái thông số của cái hồ cá coi này anh em nha. Thì về cái hồ cá coi này á, nó có kích thước như sau. Kích thước của nó về cái chiều ngang á anh em, chiều ngang của nó thì nó dài rơi vào tầm khoảng 10 mét anh em nha. Và cái chiều rộng của nó thì nó rơi vào khoảng 3 mét anh em nha. Còn ở giữa anh em, ở giữa hồ á, thì nó có một cái thác lên đó, chỗ mà nó dấu đỏ đó anh em, thì anh em có thể thấy đó là có một cái thác lên. Thì cái thác này có chiều cao rơi vào là tầm khoảng 1m3 anh em nha. Đó, đây mình quay lại cho anh em thấy rõ hơn. Thì anh em có thể quan sát thấy là cái hồ là bên trong á, là được quét bằng sơn đen anh em à, nhưng mà thấy có vẻ như là cũng đã lâu nên nó có phần nó hơi bạc ra một tí xíu đó. Thì ở giữa là ảnh làm một cái thác, thác cũng tương đối nhỏ thôi chứ không phải là quá cao, để gọi là cho có chỗ để nó vận hành, nó lưu thông nước trong hồ, cũng kèm theo là nó tạo cảnh quan đẹp cho hồ đó. Thì anh em có thể quan sát qua cái hồ này anh em nha. Đó, như trước trong khung cảnh này, chỗ mình đánh dấu đây, nhông đỏ đây, thì anh em có thể thấy anh chủ nhà thì anh xây một thành một cái vòng tròn ở giữa và một cái ụ ở giữa anh em à, ụ tròn ở giữa, để tiến hành là bỏ vào đó một ít đất và anh trồng vào trong này. Nên mình thấy là trồng vào là cúc tần Ấn Độ anh em đó. Còn chỗ này thì mình đánh dấu đỏ đó là có để vào trồng một cái dứa, trồng một cái lưu anh em à, để giữa hồ để tạo thêm cảnh quan cho hồ đó. Thì về cái hồ cá coi này anh em, và chiều sâu của hồ cá coi này nó cũng khá là nông thôi, cũng không sâu lắm, nó rơi vào tầm khoảng cỡ 60 thôi anh em à, chứ không có sâu lắm đó. Thì cái dòng cá coi mà để nuôi trong cái hồ cá coi này đa phần là dòng cá coi là cá coi F1 anh em nha. Đó, các em coi đang bơi lượn đó anh em, thì anh em có thể quan sát qua để thấy một lượt về hồ cá coi này anh em nha. Rồi, nhân đây thì mình nói một tí về cái thác của hồ cá coi này anh em nha. Thì như anh em thấy cái thác hồ cá coi này là được xây theo kiểu như là trang trí thôi anh em à, chứ không phải là đặt nặng về vấn đề là chiều cao và độ to của thác. Thì theo bố cục của cái thác này á, như anh em thấy là nó trang trí bằng đá cuội là cuội sông anh em nha. Và xây theo mình thấy đây là xây rất theo từng bậc, và bậc nó trải xuống cũng khá là thấp để cho tạo dòng chảy nó không quá mạnh, nó chảy nhẹ thôi, nhẹ nhàng, và cảm giác là mang lại một cái sự tự nhiên cho hồ cá coi. Như ở đây mình thấy là nó trải tầm khoảng 3 bậc, và mỗi bậc rớt xuống á, là tầm rơi vào tầm khoảng 2-30 cm thôi, không phải quá cao, để cho cái dòng nước nó chảy êm ái, nó không phải là quá ồn ào như một số thác khác anh em nha. Đây, cái chỗ mình đánh dấu đỏ đây, thì anh em có thể thấy là trên đó, trên cái thác này, anh chủ nhà có tiến hành là trồng một cái trụ vào. Thì cái trụ này để làm gì? Cái trụ này để mục tiêu của nó là để cho cái trầu bà anh em. Đó, trầu bà mình đánh dấu đó, để nó phát triển lên. Khi mà nuôi trầu bà trong khu vực của cái thác này là để nó phát triển lên, và nó sẽ bắt theo cái trụ đó để nó phát triển mạnh lên. Cho nên em thấy là cái sự phát triển của trầu bà nó rất là ổn, màu rất xanh và tốt anh em nha. Thì khi mà cái trầu bà nó phát triển lên á, thì nó đóng một vai trò gì trong hồ cá coi này? Thì cái trầu bà nó được coi là một loại cây thủy sinh á, mà nó hỗ trợ được vấn đề là yếu tố lọc cho hồ cá coi. Khi mà quá trình của nó phát triển sinh trưởng anh em, trong quá trình trao đổi chất của nó sẽ biến tất cả những cái nguồn phân của cá nè, nguồn chất thải của hồ nè, nó thành cái nguồn dinh dưỡng của nó để nuôi dưỡng nó và giúp nó phát triển hơn. Và trong quá trình trao đổi chất đó, nó sẽ cung cấp thêm cái hệ oxy tốt hơn cho hồ, giúp cho cá coi của anh em nó khỏe mạnh hơn và tránh tình trạng là cá coi bị ngộp anh em nha.
Đó. Rồi, một phần nữa, ở đây thì mình cũng nói một tí là như anh em có thể thấy là hồ cá coi này của anh chủ nhà là không có máy oxy. Đó, thì đối với những hồ cá coi ngoài trời như thế này mà không có máy oxy cho cá coi á, mà cá coi vẫn phát triển khỏe mạnh như thế này thì mình thấy là rất là hay anh em ạ. Tại vì sao? Tại vì á, nó đỡ phụ thuộc vào cái yếu tố là máy oxy khi nó vận hành. Có một số hồ á, là khi mà vận hành á, phải có máy oxy thì cá nó mới thở được. Còn nó không có máy oxy thì cá hầu như là kiểu ngồi ngớp và bị ngộp thở anh em ạ. Đó, và đặc biệt luôn là một số trường hợp là trong tình trạng là bị mất điện, cúp điện anh em, thì cái hồ cá coi của anh em cực kỳ là nguy hiểm. Mình cũng đã gặp một số trường hợp của một số anh khách rồi, là ngủ một đêm tới sáng bị mất điện, là do sáng ngày mai là cá chết trắng cả hồ. Đó, thì anh em có thể nghiên cứu thêm một phần nào đó để cung cấp thêm một hệ cây thủy sinh cho hồ cá coi của anh em, để đảm bảo thêm nó cung cấp và nó trao đổi chất, giúp nguồn oxy trong hồ cá coi của anh em nó được củng cố hơn và tránh tình trạng cá bị ngộp anh em nhé. Ví dụ như một số loại cây thủy sinh ở đây mình có thấy mà mình thường hay đi phối trồng cho một số hồ của một số khách mình á, là ví dụ như là cây trầu bà như anh em có thể thấy ở đây. Rồi, cây thứ hai có thể là anh em cân nhắc về câu chuyện là cây lá dứa anh em nhé. Và cây thứ ba đây á, anh em có thể cân nhắc như là cây thần tài này, cây lan nhện nè anh em nhé. Đó, thì đó là một số loại cây mà mình tư vấn thêm cho anh em, để anh em có thể lựa chọn được một cây thủy sinh phù hợp với hồ cá coi của anh em. Thì trước đó mình cũng đã làm một cái video để review về top 5 loại cây thủy sinh để tốt cho hồ cá coi, hỗ trợ về hiệu suất lọc cũng như là cung cấp thêm cái nguồn oxy dinh dưỡng cho cá coi của anh em. Link video này mình để dưới phần mô tả, thì anh em có thể click vào link để anh em xem chi tiết hơn anh em nha. Thì do cái hồ cá coi này của anh khách này anh trồng xanh và anh kết hợp cây thủy sinh nó khá là hay anh em ạ, nên nhân tiện cũng sẽ nói một tí về các loại cây thủy sinh này anh em nha. Đây, còn phía bên này đó, chỗ mình quay trong cái khung hình của mình đang quay đó, thì anh em có thể thấy chỗ mình đánh dấu đỏ đó, đó là cái hầm lọc anh em nha. Thì ở trên hầm lọc là anh chủ nhà cái đặt lên đó là một số tấm viro xi măng anh em ạ, tấm ván xi măng á, để kiểu như là lót lên để đi qua lại cho nó tiện. Anh em có để ý thấy là cái tấm video xi măng này sẽ cắt được bo cạnh dọc theo cái chiều cong của cái hầm lọc anh em à. Đó, thì tạo ra mảng xanh, và lên đó là anh trải lên đó một tấm cỏ nhân tạo để cho nó hài hòa hơn với view xung quanh, và anh đặt lên đó là trang trí một số trậu cây để cho nó lấp đi khoảng không gian của hầm lọc anh em nha. Rồi, thì nhân đây mình cũng sẽ nói một tí về cái hệ lọc của hồ cá coi này anh em nha. Hiện tại cái hồ đặt quá nhiều chậu cây để dọn qua cũng hơi khó, nếu không là mình cũng sẽ mở hầm lọc ra để cho anh em có thể quan sát tỉ mỉ hơn, rõ ràng hơn về hệ lọc của hồ cá coi này, nên mình sẽ nói qua một lượt để anh em nắm về cái tình hình hệ lọc của hồ này anh em nha. Về hệ lọc của hồ này á, là hoạt động theo cái hình thức là hệ lọc thô 3 ngăn anh em nha. Thì ngăn thứ nhất á, là ngăn lắng, là tiến hành là đặt chổi. Ngăn thứ hai á, là ngăn rìu mắt. Ngăn thứ ba á, là đặt điện UV và máy bơm, bơm chạy nước về thác và qua các thổi luồng anh em nha. Đó, thì tuy là ngăn lọc không thể mở ra được, nhưng mà anh em có thể là xem về cái hiệu suất lọc của hồ này thông qua cái chất lượng nước nó hiện diện trong hồ này. Như anh em thấy đó, cái hút mặt làm việc rất là tốt, nó hút bọt, các ván bọt trên mặt nước kèm theo rác trên mặt nước rất là hiệu quả anh em. Anh em có thể quan sát thấy chất lượng nước rất là sạch và trong, kèm theo đó là cái hệ thống vi sinh của hồ này cũng ổn anh em ạ. Anh cá anh em thấy là cá rất là lanh và khỏe, em nào cũng bơi lội tung tăng hết đó. Đó, ngay chỗ mình đánh dấu đỏ đó anh em, thì anh em có thể quan sát thấy là anh chủ nhà anh có chạy một dãy đèn led bao viền xung quanh cái miệng của hồ cá để gọi là tạo điểm nhấn cho hồ vào ban đêm. Khi ban đêm thì anh sẽ bật lên cho nó sáng cái hồ. Thì vừa rồi là những cái chia sẻ của mình xoay quanh cái hồ cá coi này anh em nhá. Thì mình đặc biệt ấn tượng của hồ cá coi này ở chỗ là cái chất lượng nước của hồ rất là trong, và đặc biệt là cái câu chuyện là cây cối xung quanh anh em mà trồng rất là xanh và mát. Mình cảm giác thấy là những cái cây thủy sinh á được trồng trong hồ này á là nó trang trí một phần, nhưng mà câu chuyện làm việc của nó và giúp đỡ hỗ trợ cho hệ thống lọc mình thấy rất là tốt, làm cho nước trong hồ rất là trong.
hồ không có máy oxy nhưng cá rất là khỏe, thì anh em có thể tham khảo qua về kết cấu của hồ cá coi này cũng như là hệ lọc và hệ thống cây thủy sinh của hồ này, để anh em có thêm một cái ý tưởng cho cái góc sân vườn nhà anh em nếu mà anh em muốn làm một cái hồ cá coi anh em nha. Nếu anh em nào mà có thêm những thắc mắc nào á về sân vườn và hồ cá coi á, thì anh em cứ comment bên dưới, mình sẽ tổng hợp hết rồi mình sẽ tiến hành là mình làm video để hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nha. Nếu anh em thấy video này của mình hay á và hữu ích á, thì anh em cho mình xin một like và một subscribe nha, để ủng hộ thêm tinh thần của mình để mình làm thêm nhiều video hơn nữa về chủ đề sân vườn và hồ cá coi anh em nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hãy nhấn subscribe để theo dõi thêm nhiều video mới của mình nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ạ.